Hôm 8 tháng 3, trong web chính thức của bảy viên ngọc rồng cho biết, ông Akira Toriyama qua đời vào ngày 1 tháng 3 do cục máu đông trong não. Lễ tang của họa sĩ nổi tiếng có sự tham gia của các thành viên trong gia đình. Khi ngày tổ chức lễ tưởng niệm chính thức vẫn chưa được công bố, thông tin trên đang phủ sóng khắp các phương tiện truyền thông Nhật Bản và trở thành cú sốc lớn đối với người hâm mộ. Akira Toriyama, sinh ngày 5 tháng 4 năm 1955, mất ngày 1 tháng 3 năm 2024, là họa sĩ truyện tranh, nhà thiết kế nhân vật nổi tiếng tại Nhật Bản. Ông xuất hiện lần đầu vào năm 1978 rồi từ đó cho ra đời nhiều tác phẩm nổi tiếng như Doctor Slum, Dragon Ball, Bảy viên ngọc rồng. Trong đó, Bảy viên ngọc rồng là tác phẩm gắn liền với tên tuổi của vị họa sĩ tài năng này. Tác phẩm bắt đầu xuất bản nhiều kỳ vào năm 1984, trở thành hiện tượng quốc tế đang được chuyển thể thành phim hoạt hình và phiên bản người đóng suốt nhiều năm qua và trở thành tác phẩm có lượng lớn người fan hâm mộ cho đến ngày nay. Dragon Ball có sức ảnh hưởng lớn trong văn hóa Nhật Bản, được nhiều họa sĩ manga coi là nguồn cảm hứng sáng tác.